Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Có nhiều khả năng Ukraine đã đánh trúng 3 tàu Nga trong cuộc tấn công mới vào hạm đội Hắc Hải. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine likely hit 3 Russian ships in new Black Sea fleet assault. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo Hải quân Kyiv, Ukraine có thể đã tấn công thành công vào 3 tàu Nga ở Hắc Hải, chứ không phải chỉ có 2 tàu đổ bộ như đã được báo cáo hôm Chủ nhật. Hôm Chủ nhật, Kyiv cho biết họ đã tấn công 2 tàu đổ bộ lớn của Nga là Yamal và Azov, cũng như một trung tâm liên lạc ở thành phố Sevastopol của Crimea, cũng như các cơ sở hạ tầng chưa xác định khác. Các tài khoản tình báo nguồn mở và các blogger quân sự Nga đưa tin rằng Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và Scud phóng từ trên không do phương Tây cung cấp để tấn công cảng Crimea. Theo hãng tin độc lập Astra của Nga, tổng cộng có 18 hỏa tiễn đã trút xuống Sevastopol và lực lượng phòng không Nga đã chặn được 11 hỏa tiễn trong số đó. Trong một tuyên bố cập nhật hôm thứ Hai, cơ quan tình báo quân sự Kyiv cho biết họ đã tấn công một trong những nhà máy sửa chữa tàu của Nga ở Sevastopol, nơi tàu Yama đang neo đậu. Vui cho biết trong một tuyên bố rằng tàu đổ bộ đang trong tình trạng nghiêm trọng với một lỗ thủng rất lớn ở ụ tàu phía trên. Truyền thông Ukraine dẫn lời thuyền trưởng thiếu tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân của Hải quân Ukraine, cho biết chúng tôi có thể xác nhận rằng cả hai tàu đổ bộ đều bị hư hại rất nặng. Một chiếc đã ngay lập tức được kéo lên sửa chữa. Pletenchuk cho biết con tàu thứ ba có thể đã bị mắc kẹt trong các cuộc tấn công cuối tuần qua. Ông Pletenchuk cho biết Kyiv đang xác minh liệu tàu trinh sát Ivan Kurs của Nga có bị hư hại vào ngày thứ Bảy hay không. Phát ngôn nhân nói với Đài Âu Châu Tự Do Radio Liberty do Hoa Kỳ hậu thuẫn, con tàu có nhiều khả năng đã bị hư hại nặng. Hai hỏa tiễn đã đánh trúng Ivan Kurs, Austria đưa tin, trích dẫn nguồn tin giấu tên. Chính quyền Nga ở Crimea báo cáo về một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào Sevastopol vào tối thứ Bảy. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại đối với các tàu của hạm đội Hắc Hải của Nga, nhưng các cuộc tấn công dù sao cũng phản ánh mô hình thành công của Ukraine trong việc tấn công vào tài sản của Nga xung quanh Crimea. Nga đã kiểm soát bán đảo này trong một thập kỷ và căn cứ của nước này tại thành phố cảng Sevastopol là một trong những cơ sở chính của hạm đội Hắc Hải. Ukraine đã tuyên bố sẽ đòi lại Crimea và đã định kỳ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn nhằm làm suy giảm hạm đội của Nga quanh Crimea. Ukraine tấn công Ivan Kurs bằng máy bay không người lái vào tháng 5 năm 2023. Nhưng các cuộc tấn công cuối tuần của Ukraine, bất kể mức độ thiệt hại gây ra như thế nào, có thể sẽ tiếp tục ngăn cản lực lượng Nga tái triển khai tàu tới Sevastopol, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết hôm Chủ nhật. Các cuộc tấn công của Ukraine đã đẩy hạm đội Hắc Hải của Nga ra khỏi Sevastopol, trong khi Mạc Tư Khoa phải di rời tài sản đến Novorossiysk, một thành phố cảng ở Hắc Hải, nằm trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận và quan trọng hơn là cách xa vùng biển duyên hải của Ukraine. Mạc Tư Khoa hiện nay thận trọng hơn nhiều trong việc giữ các tàu lớn mới hơn của mình ở Crimea và đã chuyển một số tàu đến Novorossiysk. Thuyền trưởng Hải quân Ukraine đã nghỉ hưu Andriy Ryshenko nói với Newsweek vào đầu tháng 3. Các báo cáo cũng cho thấy Điện Cẩm Linh đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới tại cảng Ochamchire ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Điều này sẽ đẩy các tài sản ở Hắc Hải của Nga ra xa bờ biển Ukraine hơn nữa. Bộ Quốc phòng Anh tuần trước đánh giá rằng Nga có thể đã hạn chế hầu hết các hoạt động ở phía đông Hắc Hải. Trong một đánh giá sau đó, họ cho biết Nga đang sử dụng mồi nhử tại các căn cứ ở Hắc Hải để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Ukraine. Vladimir Putin kiêu ngạo phớt lờ cảnh báo của Anh và Mỹ về cuộc tấn công khủng bố lớn. Ký giả Nick Parker của tờ The Sun có trụ sở ở London cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Arrogant Vladimir Putin ignore British
and United States warning of major terror attack. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Vladimir Putin đã phớt lờ cảnh báo của Anh và Mỹ về một cuộc tấn công khủng bố vào ngày các chiến binh thánh chiến bố trí địa điểm nơi chúng sẽ giết ít nhất 140 người. Các cơ quan tình báo phương Tây đã thông báo cho Nga về mối đe dọa IS sắp xảy ra 2 tuần trước vụ kinh hoàng hôm thứ Sáu tại tòa thị chính Krakow. Putin nhận được thông tin tình báo vào ngày 7 tháng 3, cùng ngày nghi phạm khủng bố Shamsuddin Faridun được nhìn thấy trong một buổi biểu diễn tại phòng hòa nhạc. Một nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh du khách đã chụp được tên quái vật đến từ Tajikistan và sau đó đã nhận ra hắn trên TV. Một ngày sau, có thông tin tiết lộ rằng Đại sứ quán Mỹ và Anh đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công nhằm vào các cuộc tụ tập lớn ở Mạc Tư Khoa. Các nhà phân tích tin rằng điều đó đã khiến bọn khủng bố trì hoãn kế hoạch của chúng. Nhưng 3 ngày trước cuộc tấn công vào buổi hòa nhạc ở vùng ngoại ô phía tây Krasnogorsk của Mạc Tư Khoa, Putin ngạo mạn đã nói về những lời cảnh báo. Nó giống như hành vi tống tiền trắng trợn và có ý định đe dọa và gây bất ổn cho xã hội của chúng ta. Các tay súng sau đó đã xông vào buổi hòa nhạc, bắn những người biểu diễn và đốt cháy tòa nhà. Lực lượng an ninh FSB của Nga cho biết 11 người đã nhanh chóng bị bắt giữ, trong đó có 4 kẻ tấn công chính. FSB ngày hôm qua đã công bố những đoạn video rùng rợn về cảnh Putin tra tấn các nghi phạm, có lẽ là để thể hiện phản ứng cứng rắn. Nhưng điều đó xảy ra quá muộn sau khi cơ quan an ninh không nhận thấy cuộc tấn công sắp xảy ra. Một nghi phạm đang bị cho ăn chiếc tai bị cắt của chính mình. Trong một video khác, người ta thấy Faridun sùi bọt mép khi bị điện giật vào bộ phận sinh dục của mình. Đêm qua, 2 nghi phạm Dalezon Barotovich Mizozev và Sadakrami Murudali Racha Balidoda đã bị bịt mắt dẫn vào tòa. Cả 2 đều có vẻ bị đánh đập nặng nề. ISK thuộc nhánh IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Putin, người đặt hoa cho các nạn nhân tại một nhà thờ ngày hôm qua, tuyên bố những kẻ khủng bố đã trên đường tới Ukraine và đã chuẩn bị sẵn một điểm vượt biên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi Putin là cặn bã vì cố gắng lôi kéo Kyiv và cảm ơn những người đã từ chối để Nga lừa dối thế giới thông qua tuyên truyền và tống tiền. Thế giới Hồi giáo nổi giận với Putin. Thế giới Hồi giáo nổi giận với Putin sau khi cơ quan an ninh liên bang Nga, gọi tắt là FSB, công bố đoạn phim tra tấn các nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở phòng hòa nhạc Mạc Tư Khoa, Reuters cho biết như trên. Cơ quan an ninh của Putin trước đó đã công bố những đoạn phim khủng khiếp về các cuộc thẩm vấn của họ. Một đoạn clip gây sốc cho thấy nghi phạm bị cắt lỗ tai rồi ép ăn chính lỗ tai của mình. Một trường hợp khác, một nghi phạm dường như bị mất một mắt và người đầy máu. Trong khi đó, người đàn ông thứ 3 được quay phim bị trói và run rẩy gần một khu rừng khi những người thẩm vấn hét lên những câu hỏi với anh ta. Một người đàn ông khác bị điện giật vào bộ phận sinh dục khi sùi bọt mép. Hình ảnh từ tòa án quận Mạc Tư Khoa cho thấy một trong những nghi phạm đang ngồi trong chuồng của bị cáo với miếng băng trên tai bị cắt đứt. Hình ảnh phòng xử án được truyền thông Nga công bố cũng cho thấy một nghi phạm khác được đưa đến trên xe lăn dường như đã bị móc mất một mắt. Một người khác bị thâm mắt và đeo một chiếc túi nhựa rách quanh cổ. Còn nghi phạm thứ 4 với khuôn mặt sưng tấy dường như mất phương hướng và cố gắng mở mắt. Tất cả các biện pháp này đang gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trên các mạng xã hội và các cuộc biểu tình ở Tajikistan, quê hương của 4 nghi phạm, và ở các quốc gia Trung Đông. An ninh đã được tăng cường tại Pháp, đặc biệt quanh các nhà thờ trong tuần này khi người Công giáo cử hành tuần thánh, thu hút một số lớn các tín hữu. Well,
Anh cảnh báo Putin không nên lợi dụng xả súng hàng loạt ở Mạc Tư Khoa để tăng cường nỗ lực chiến tranh. Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã cảnh báo Putin không được sử dụng tấn công khủng bố ở Mạc Tư Khoa làm cái cớ để tăng cường chiến tranh chống Ukraine. Ông David Cameron, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh cho biết như trên hôm thứ Hai, 25 tháng 3. Ông Cameron đã đưa ra lập trường trên sau cuộc tấn công cường tập của Nga vào lãnh thổ Ukraine hôm Chủ nhật, 24 tháng 3. Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, Putin tuyên bố các tay súng bỏ trốn sau vụ tấn công đã cố gắng lẩn trốn và di chuyển về phía Ukraine, nơi một cửa sổ đã được chuẩn bị sẵn để chúng vượt qua biên giới. Một nguồn tin an ninh cao cấp của chính phủ Anh nói với cơ quan truyền thông, việc Putin tuyệt vọng đổ tất cả những điều này lên Ukraine là không có gì đáng ngạc nhiên, vì ông ấy đang cố gắng lừa dối người dân Nga hơn nữa, trong khi giả vờ rằng không có bất đồng chính kiến nào ở Nga. Ông Cameron cho rằng Tổng thống Nga không nên lấy mối liên hệ phức tạp này làm cái cớ để tăng cường cuộc chiến bất hợp pháp ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cameron, Putin biết rất rõ Ukraine không liên quan gì đến việc xả súng ở Mạc Tư Khoa. Chính phủ Vương quốc Anh qua Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Nga về một kế hoạch tấn công khủng bố ít nhất 72 giờ trước khi cuộc tấn công xảy ra. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ và coi đó chỉ là trò hăm dọa, không có cơ sở. Ông Cameron nhấn mạnh rằng, các kênh truyền thông Nga đã phát tán các video giả được làm như thật về các quan chức Ukraine nhằm đổ lỗi cho Ukraine và cung cấp cho Putin một số biện pháp bào chữa cho những tội ác chiến tranh mà ông ấy đã phạm phải ở Ukraine, hoặc tệ hơn, là cớ cho những tội ác tiếp theo. Bộ trưởng Ngoại giao Anh khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ mối quan hệ nào với Ukraine, cũng như không có lý do đáng tin cậy nào cho thấy sự liên quan của họ. Như các phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin, vào tối thứ Sáu, các tay súng có vũ trang, mặc đồng phục ngụy trang, đã đột nhập vào phòng hòa nhạc Krakow City Hall trước buổi biểu diễn của ban nhạc Nga, rải súng tự động vào đám đông. Trong cuộc tấn công, các vụ nổ đã làm rung chuyển địa điểm trước khi nó chìm trong biển lửa. Ít nhất 60 người được cho là đã chết ngay tại chỗ và hơn 100 người bị thương. Tính đến thời điểm hiện tại, 137 người được xác nhận đã thiệt mạng và 140 người bị thương. Harris nói không có bằng chứng Ukraine liên quan đến vụ tấn công khủng bố Mạc Tư Khoa. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Harris, no evidence Ukraine involved in Moscow terror attack. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Phó Tổng thống Kamala Harris hôm Chủ nhật đã bác bỏ tuyên bố của Putin rằng Ukraine đã nhúng tay vào vụ tấn công khủng bố ở Mạc Tư Khoa khiến ít nhất 133 người thiệt mạng. Không, Harris nói khi được Rachel Scott của ABC hỏi liệu Mỹ có bất kỳ bằng chứng nào về việc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở thủ đô của Nga vào tối thứ Sáu hay không. Đầu tiên, hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói những gì đã xảy ra là một hành động khủng bố và số người thiệt mạng rõ ràng là một thảm kịch và tất cả chúng ta nên gửi lời chia buồn tới những gia đình đó. Không, không có bất kỳ bằng chứng nào và trên thực tế, những gì chúng tôi biết là ISIS-K thực sự phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, Harris nói thêm. Putin cho rằng, lực lượng Ukraine có liên quan trong bài phát biểu trên truyền hình tối thứ Bảy. Các quan chức Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ thảm sát, trong khi chi nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ việc trở thành một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trên đất Nga trong những năm gần đây. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết các cơ quan Mỹ đã cảnh báo các quan chức Nga hồi đầu tháng này về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố theo kế hoạch ở Mạc Tư Khoa. Đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở Mạc Tư Khoa, có khả năng tấn công vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, khiến Bộ Ngoại giao phải đưa ra lời khuyên công khai cho người Mỹ ở Nga.
Chính phủ Mỹ cũng chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo lâu đời của nước này, ông cho biết trong một tuyên bố. Cảnh báo khủng bố ở Pháp. Các nghi phạm vụ thảm sát ở Mạc Tư Khoa bị đánh tơi bời nhận tội trước tòa. Pháp nâng mối đe dọa khủng bố lên mức cao nhất. Ký giả Kathy Davies của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Terror Alert Batters Moscow Massacre Suspects Plead Guilty in Court as Frank Raised Terror Threat to Highest Level. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Nghi phạm khủng bố IS bị buộc tội giết 140 người ở Mạc Tư Khoa đã bị đưa ra tòa với những vết cắt và vết bầm tím. Một người rõ ràng đã bị cắt đứt tai. Hàng trăm người tại buổi hòa nhạc đã bị bắn chết vào tối thứ Sáu trong vụ tấn công nguy hiểm nhất ở Nga trong hai thập kỷ. Vladimir Putin tuyên bố Chủ nhật là ngày quốc tang sau khi thề sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công. Ít nhất 140 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 182 người bị thương. 4 người đàn ông bị buộc tội nổ súng vào đám đông đã bị lôi vào phòng xử án hôm Chủ nhật trong tình trạng đầy máu và bầm tím. Cơ quan an ninh của Putin trước đó đã công bố những đoạn phim khủng khiếp về các cuộc thẩm vấn của họ. Một đoạn clip gây sốc cho thấy nghi phạm bị cắt lỗ tai rồi ép ăn chính lỗ tai của mình. Trong một trường hợp khác, một nghi phạm dường như bị mất một mắt và người đầy máu. Trong khi đó, người đàn ông thứ ba được quay phim bị trói và run rẩy gần một khu rừng khi những người thẩm vấn hét lên những câu hỏi với anh ta. Một người đàn ông khác bị điện giật vào bộ phận sinh dục khi sùi bọt mép. Hình ảnh từ tòa án quận Mạc Tư Khoa cho thấy một trong những nghi phạm đang ngồi trong chuồng của bị cáo với miếng băng trên tai bị cắt đứt. Hình ảnh phòng xử án được truyền thông Nga công bố cũng cho thấy một nghi phạm khác được đưa đến trên xe lăn, dường như đã bị móc mất một mắt. Một người khác bị thâm mắt và đeo một chiếc túi nhựa rách quanh cổ, còn nghi phạm thứ tư với khuôn mặt sưng tấy dường như mất phương hướng và cố gắng mở mắt. Tòa án quận Basmani của Mạc Tư Khoa hôm Chủ nhật đã buộc tội 4 nghi phạm có hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công. Nêu tên họ là Dalezon Mizozev, Saidakrami Rajabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammad Sobi Faizov. Họ cho biết những người đàn ông được truyền thông Nga xác định đều là công dân của nước Cộng hòa Tajikistan thuộc Liên Xô cũ sống ở Nga, sẽ bị tạm giam trước khi xét xử cho đến ngày 22 tháng 5. 3 trong số 4 người đã nhận tội đối với mọi cáo buộc. Cho đến nay, 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng bị tình nghi đã trốn khỏi phòng hòa nhạc và tìm đường đến vùng Bryansk, cách Mạc Tư Khoa khoảng 340 km về phía tây nam. Sau vụ tấn công, Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Thủ tướng Gabriel Attal cho biết, quyết định này được đưa ra vài tháng trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic. Trong bối cảnh nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công và các mối đe dọa đè nặng lên đất nước chúng ta. Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ và cấp độ cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài, hoặc khi mối đe dọa về một cuộc tấn công được coi là sắp xảy ra. Nó cho phép thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như tăng cường tuần tra bởi lực lượng vũ trang ở những nơi công cộng như nhà ga, phi trường và các địa điểm tôn giáo. Putin đã cố gắng liên kết vụ tàn sát ở Mạc Tư Khoa với Ukraine một cách tàn nhẫn và vô căn cứ, tuyên bố rằng các nghi phạm đang hướng về phía Ukraine khi họ bị bắt. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi tên bạo chúa là kẻ hèn hạ vì cố gắng đổ lỗi cho Kyiv. Zelensky nói rằng, hoàn toàn có thể đoán trước rằng Putin sẽ nắm bắt thời điểm kinh hoàng của đất nước để chỉ tay vào Ukraine. Các cơ quan tình báo phương Tây đã thông báo với Nga về mối đe dọa IS sắp xảy ra 2 tuần trước vụ khủng bố hôm thứ Sáu. Putin nhận được thông tin tình báo vào ngày 7 tháng 3, cùng ngày nghi phạm khủng bố Shamsuddin Farisdun được nhìn thấy trong một buổi biểu diễn tại phòng hòa nhạc. Một ngày sau, có thông tin tiết lộ rằng
Đại sứ quán Mỹ và Anh đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công nhằm vào các cuộc tụ tập lớn ở Mạc Tư Khoa. Các nhà phân tích tin rằng điều đó đã khiến bọn khủng bố trì hoãn kế hoạch của chúng. Nhưng 3 ngày trước cuộc tấn công vào buổi hòa nhạc ở vùng ngoại ô phía tây Krasnogorsk của Mạc Tư Khoa, ông Putin kiêu ngạo đã nói về những cảnh báo. Nó giống như một hành vi tống tiền trắng trợn và có ý định đe dọa và gây bất ổn cho xã hội của chúng ta. Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập trung tâm Dossier nhằm điều tra các hành vi phi pháp của Putin, cho rằng Putin cần một vụ tấn công như thế nên đã để nó xảy ra. Tổn thất khổng lồ của hạm đội Hắc Hải sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia's huge Black Sea fleet losses after 2 more ships hit. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo Ukraine, Nga đã mất thêm 2 tàu đổ bộ nữa ở Hắc Hải. Đây là tổn thất nặng nề dưới tay Kyiv và gây chấn động mới nhất đối với hạm đội Mạc Tư Khoa trong khu vực. Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết, họ đã tấn công thành công 2 tàu đổ bộ lớn của Nga là Yamal và Azov, một trung tâm liên lạc ở thành phố Sevastopol của Crimea, cũng như các cơ sở hạ tầng khác chưa được xác định. Chính quyền do Nga cài đặt tại thành phố cảng cho biết, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào Sevastopol, nhưng lực lượng phòng không đã chặn được hỏa tiễn. Việc mất thêm 2 tàu đổ bộ lớp Robucha làm tăng thêm những tổn thất nặng nề mà Ukraine đã gây ra cho hạm đội Hắc Hải của Nga, đóng tại bán đảo Crimea. Mạc Tư Khoa đã kiểm soát Crimea trong 1 thập kỷ, nhưng Ukraine tuyên bố sẽ đòi lại lãnh thổ này. Kyiv có lực lượng hải quân nhỏ nhưng đã sử dụng máy bay không người lái và tấn công hỏa tiễn tầm xa để chống lại hạm đội Hắc Hải của Nga, bao gồm cả các tàu đổ bộ của nước này. Ukraine đã hạ thủy một số tàu đổ bộ của Mạc Tư Khoa, trong đó có tàu Cesar Kuniko lớp Robucha vào giữa tháng 2. Ngay sau khi mất tàu Cesar Kuniko, Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân của Hải quân Ukraine cho biết, Nga chỉ còn 5 trong số 13 tàu đổ bộ lớp Robucha ở Hắc Hải. Đầu tháng 8 năm 2023, Ukraine cho biết các thuyền không người lái của Hải quân nước này đã tấn công tàu Olenegorsky Goniak, làm hư hại tàu đổ bộ. Vào tháng 9 năm 2023, Kyiv đã tấn công vào tàu Minsk lớp Robucha bằng hỏa tiễn hành trình. Quân đội Ukraine sau đó cho biết vào cuối tháng 12 năm 2023 rằng họ đã phá hủy tàu đổ bộ Novocherkass của Nga ở cảng Feodosia phía đông Crimea. Mạc Tư Khoa cũng mất tàu đổ bộ Saratov lớp Tapir vào tay hỏa tiễn Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hồi cuối tháng 12 cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Hắc Hải trong 4 tháng trước đó. Tàu đổ bộ của Nga là một trong nhiều mục tiêu của Ukraine ở Hắc Hải. Kyiv đã phá hủy một tàu ngầm Nga, Rostov-on-Don, và tiêu diệt các tàu khác kể từ đầu năm như một tàu tuần tra Nga và một tàu hộ tống trang bị hỏa tiễn. Các cuộc tấn công của Kyiv đã gây nguy hiểm cho sự kiểm soát của Nga ở khu vực Hắc Hải gần Ukraine nhất. Mạc Tư Khoa vẫn thống trị phần lớn các khu vực khác trên biển, mặc dù đã hạn chế hoạt động ở phần phía đông của khu vực sau những tổn thất đáng kể. Điện Cẩm Linh đã di rời một số tài sản ở Hắc Hải từ Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine hơn. Mạc Tư Khoa cũng được cho là đang thành lập một căn cứ hải quân khác ở Abkhazia, một khu vực ly khai được quốc tế công nhận là một phần của Georgia. Cuộc tấn công buổi sáng của Nga, hỏa hoạn tại cơ sở hạ tầng quan trọng đã được dập tắt ở vùng Lviv. Tại vùng Lviv, lực lượng cấp cứu đã dập tắt đám cháy tại một cơ sở hạ tầng quan trọng bị quân xâm lược tấn công vào ban đêm và buổi sáng. Thống đốc khu vực Lviv, Maxim Kozitsky cho biết như trên. Kozitsky cho biết lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng Lviv
nơi bị quân xâm lược tấn công vào ban đêm và buổi sáng. Ông lưu ý rằng 61 nhân viên cấp cứu đã làm việc tại cơ sở từ sáng để dập tắt đám cháy. Theo các báo cáo trước đó, sáng sớm Chủ nhật, quân đội Nga đã tấn công khu vực Lviv bằng hai hỏa tiễn Kinzhal. Nga muốn tấn công NATO, chỉ là bây giờ không thể. Sự hung hăng từ phía Nga đặt ra mối đe dọa thực sự đối với các đồng minh NATO, nhưng hiện tại Mạc Tư Khoa không có đủ nguồn lực cho mục đích này, nên Điện Cẩm Linh sẽ áp dụng mọi công cụ để gieo rắc hỗn loạn và đe dọa các quốc gia mà họ coi là mục tiêu thuận tiện. Ý kiến này được bày tỏ bởi chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, Oleksiy Yichak, người đã phát biểu trên chương trình truyền hình quốc gia hôm thứ Hai 25 tháng 3. Mối đe dọa đối với các nước NATO từ Nga luôn hiện hữu. Ngay khi người Nga thấy rằng có thể tấn công ai đó là an toàn, họ sẽ tấn công vì phương thức quyền lực của họ được sắp xếp theo cách mà họ không thể không tiến hành chiến tranh để bảo toàn nó. Yichak nói. Ông lưu ý rằng, theo quan điểm của ông, hiện tại nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại các đồng minh NATO là thấp, nhưng luôn có những rủi ro hỗn hợp. Những hành động khiêu khích nhất định, gieo rắc hỗn loạn, đây là điều Nga sẽ làm bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ có thể, bao gồm cả sự trợ giúp của làn sóng người tị nạn mà nước này gửi đến từ các quốc gia khác. Tức là Nga sẽ sử dụng mọi công cụ để gây hỗn loạn ngay bây giờ, bất cứ khi nào có cơ hội, chuyên gia dự đoán. Bình luận về khả năng Nga phát động một cuộc chiến tranh lớn chống lại NATO, ông lưu ý rằng để làm như vậy, Mạc Tư Khoa trước tiên ít nhất cần phải ký một hiệp định đình chiến và đóng băng cuộc chiến với Ukraine, nếu không, Nga sẽ không đủ nguồn lực cho một cuộc xâm lược khác. Bây giờ, tôi muốn nói rằng, họ muốn làm điều đó, nhưng bây giờ thì không thể. Nhưng ngay khi có thể, họ sẽ nổ ra một cuộc chiến chống lại các đồng minh NATO. Theo chuyên gia, để tồn tại, chế độ Nga cần phải xuất khẩu hỗn loạn, và để đạt được mục đích này, người Nga chọn những mục tiêu thuận lợi nhất. Bây giờ có vẻ thuận tiện cho họ đe dọa NATO, vào lúc khác có vẻ thuận tiện cho họ đe dọa Moldova, sau đó là người khác. Đe dọa NATO có lợi cho họ vì nó giải thích tại sao lợi ích trong cuộc chiến chống Ukraine rất hạn chế đối với họ. Họ tuyên bố họ đang chiến đấu với NATO, chuyên gia lưu ý. Trong bối cảnh này, ông nhớ lại khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu báo cáo với Putin về việc chiếm giữ Avdiivka, ông nói rằng người Nga đã đánh bại liên minh 67 quốc gia do NATO dẫn đầu ở đó và giờ họ mạnh đến mức có thể đánh bại NATO. Tôi nghĩ ý tưởng ở đây cũng giống như vậy, nói rằng họ sẽ tấn công NATO. Họ thực sự muốn làm điều đó, nhưng bây giờ thì họ không thể. Yichak nói, như Ukrinform đã đưa tin trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng việc các quan chức Nga cuối cùng đã gọi cuộc chiến chống Ukraine là một cuộc chiến chứ không phải một hoạt động đặc biệt sẽ đưa người Âu Châu đến gần hơn với việc nhận ra thực tế. Vụ tấn công khủng bố ở Mạc Tư Khoa sẽ gây thêm nhiều đau khổ cho người Ukraine. Mark Kalman là giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng Oxford của Anh vừa có bài viết trên tờ Daily Mail về vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Mạc Tư Khoa, nhan đề Mark Kalman, Putin trong bất lực. Điều đó nguy hiểm cho Ukraine và phương Tây. Cứu lấy làn da của chính mình với cái giá phải trả rất lớn về nhân mạng. Giờ đây là chiến lược của ông ta. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Ba ngày sau khi chứng kiến vụ tấn công khủng bố tàn khốc nhất đất nước trong nhiều năm qua, người dân Nga đang để tang và phương Tây đang chờ đợi động thái tiếp theo của Điện Cẩm Linh. Trong khi một nhánh của nhà nước Hồi giáo IZIT đã dứt khoát nhận trách nhiệm về vụ tàn sát 140 người ở Mạc Tư Khoa vào tối thứ Sáu,
thì Vladimir Putin lại khẳng định Ukraine phải chịu trách nhiệm. Hôm thứ Bảy, trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau vụ thảm sát, Tổng thống Nga đã hoàn toàn không đề cập đến IS, mà thay vào đó tuyên bố rằng phía Ukraine đã chuẩn bị một cơ hội để những kẻ khủng bố chạy trốn sang nước đó sau vụ tấn công. Tuy nhiên, tình báo Mỹ khẳng định họ không có lý do gì để nghi ngờ chính IS phải chịu trách nhiệm và quả thực đã cảnh báo vài tuần trước rằng một cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phủ nhận sự liên quan, nói rằng Putin cặn bã. Thay vì trấn an người dân của mình, là im lặng trong một ngày để nghĩ cách liên kết chuyện này với Ukraine. Bất chấp điều đó, Putin rõ ràng hy vọng đổ lỗi cho Kyiv để tăng cường sự ủng hộ trong nước cho cuộc xâm lược đang diễn ra của ông ta và biện minh cho việc leo thang xung đột. Chỉ riêng sáng hôm sau, Nga đã phóng 57 hỏa tiễn hành trình vào thủ đô Ukraine và thành phố Lviv, phía tây Ukraine. Với việc Ukraine có ít vũ khí chống hỏa tiễn và viện trợ của Mỹ bị đình trệ bởi chính trị Washington và việc chuyển vũ khí sang Israel, Nga có ý định nghiền nát quân phòng thủ Ukraine trong một cuộc chiến tiêu hao không thương tiếc. Tuy nhiên, bất chấp niềm tin ngày càng tăng của Điện Cẩm Linh rằng chiến thắng có thể được bảo đảm ở Ukraine, cuộc tấn công này bản thân nó đã đủ khủng khiếp với số người chết có thể tăng cao, đã khiến Putin trông yếu đuối và bất lực. Đúng vậy, 4 nghi phạm bị buộc tội thực hiện vụ xả súng đã bị bắt giữ với các đoạn video lan truyền cho thấy. Những người đàn ông bị trói tay sau lưng, bị tra tấn bởi những kẻ bắt giữ tàn bạo người Nga. Một người được chụp ảnh với các cuộc điện cực dường như được gắn vào bộ phận sinh dục của anh ta. Một người khác được cho là đã bị ép ăn chiếc tai bị cắt rời của chính mình. Nhưng việc bắt giữ, làm nhục và tra tấn những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm là quá ít, quá muộn. Người dân Nga bình thường bây giờ sẽ tự hỏi liệu Putin có thể ngăn chặn cuộc tấn công trước khi nó diễn ra hay không? Phải chăng ông già KGB và các cơ quan an ninh của ông ta đã bị phân tâm khi tập trung vào câu hỏi khó hiểu người Ukraine của ông ta? Xét cho cùng, đây không phải là vụ tấn công khủng bố Hồi giáo đầu tiên trên đất Nga. Năm 2002, xảy ra vụ bao vây nhà hát Mạc Tư Khoa, khiến 132 con tin thiệt mạng. Thực tế là hầu hết là do khí gây mê do lực lượng đặc biệt Nga thả ra. Hai năm sau, 334 người, trong đó có 186 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường học Pleslan. Putin đã lợi dụng cả hai dịp này để biện minh cho các cuộc tấn công tăng cường nhằm vào lực lượng ly khai Chechnya, theo đạo Hồi, và để trấn áp phe đối lập trong nước. Sự can thiệp mang tính quyết định của ông vào cuộc nội chiến ở Syria năm 2015, hỗ trợ Tổng thống Assad chống lại một loạt đối phương, trong đó có IS, càng kích động các phần tử Hồi giáo cực đoan chống lại ông ta. Năm 2017, tàu điện ngầm St. Petersburg bị đánh bom, khiến 15 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Và trong những năm gần đây, Nga đã chiến đấu chống lại các phe phái IS, chủ yếu thông qua các lực lượng ủy nhiệm như tập đoàn Wagner, hiện đã giải tán. Tại các quốc gia ở rìa sa mạc Sahara như Burkina Faso, Mali và Niger, trong nỗ lực kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Cùng với nhau, tất cả những điều này đã giúp thúc đẩy các giáo phái Hồi giáo toàn trị chống lại ông ta. Vì vậy, đối với tất cả những hành động hiếu chiến của Putin ở Ukraine, đối phương trong nước nguy hiểm nhất của ông gần như chắc chắn là chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Và điều đó đặt ra cho ông ta một vấn đề nữa. Nga có dân số Hồi giáo khổng lồ, ít nhất 14 triệu công dân và hàng triệu công nhân nhập cư. Truyền thông Nga tuyên bố 4 nghi phạm trong vụ tấn công hôm thứ Sáu đến từ Tajikistan, một quốc gia nghèo, có đa số người theo đạo Hồi thuộc Liên Xô cũ, nơi cung cấp một lượng lớn người di cư sang Nga. Putin hết sức cần tránh gây căng thẳng trong các cộng đồng này để ngăn chặn thêm các cuộc tấn công khủng bố bùng phát
hoặc tệ hơn là bùng nổ các cuộc chiến tranh ly khai ở các khu vực của Nga có đông dân số theo đạo Hồi. Ông ta có thể vừa giành được một cuộc bầu cử giả mạo khác và sát hại nhà phê bình quyền lực nhất của mình, Alexei Navalny, trong một trại giam ở Bắc Cực. Nhưng hàng chục ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một chiến dịch đặc biệt dự kiến chỉ kéo dài vài tuần khi nó được triển khai hơn 2 năm trước. Cuộc chiến đã rơi vào bế tắc, ngay cả khi điều kiện lâu dài có lợi cho Điện Kremlin. Giờ đây, một cuộc tấn công khủng bố trong nước đã gây kinh hoàng cho đất nước của ông ta, làm sức mẻ hình ảnh của ông ta như một nhà lãnh đạo bất khả chiến bại và khuyến khích những phần tử Hồi giáo cực đoan khác ở các khu vực biên giới đầy bất ổn trong đế chế rộng lớn của ông. Bằng cách đổ lỗi cho Ukraine về điều này, thay vì đổ lỗi cho thủ phạm thực sự, ông ta có thể đạt được một chiến thắng tuyên truyền tạm thời. Nhưng việc tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm nguy cơ xung đột đó leo thang hơn nữa và lôi kéo các chủ thể khác, trong đó có NATO. Cứu lấy làn da của chính mình với tổn thất nhân mạng khổng lồ hiện là chiến lược của Putin. Liệu người Nga có rơi vào mưu đồ độc ác của hắn không? Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.